tóm tắt tiểu sử ông Nguyễn Minh Triết. Ông Nguyễn Minh Triết sinh vào ngày 22 tháng 10 năm 1988, trình độ tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, chuyên viên Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.